Trời đất ơi, cái gì gì vậy? Ở đâu mà hình ảnh máu me tùm lum vậy con? Tại mẹ á. Tại mẹ mà bồ con như vậy á. Bồ con sao? Mẹ bắt anh Khoa là phải làm nội trợ. Ảnh làm nội trợ rồi bây giờ ảnh máu me không nè mẹ. Đứt tai chảy máu là chuyện bình thường con ơi. Cũng mẹ không à. Người ta đã chấp nhận ở rể rồi. Rồi bây giờ mẹ còn bắt người ta làm nội trợ nữa. Mẹ đâu có ép nó. Mẹ đưa ra điều kiện như vậy. Nếu thật sự nó yêu thương con thì cái chuyện đó là chuyện nhầm nhò gì đâu. Đúng chưa? Con cứ để cho nó làm đi. Để nó chứng minh tình yêu của nó dành cho con. Nè, hay là bản thân con không tự tin vào tình yêu của nó dành cho con? Đâu có đâu. Không có là được rồi. Cứ để cho nó làm đi, đừng nói nhiều nữa. Để trở thành một người vợ đảm đang. Ba. Cái gì vậy ba? Con là chồng chứ vợ cái gì? Thì thể theo lời yêu cầu của mẹ vợ mày. Chẳng khác nào bắt mày về làm dâu đó. Dạ ba hỏi bay thật nè. Rốt cuộc mà lấy con Dân rồi mày có thương con Dân không? Hay là mày chỉ thương cái công ty thôi? Ha? Nếu thật sự mà không thương á thì đừng có gây nghiệp nữa con. Trời ơi ba, khổ con người ta. Cái gì mà gây nghiệp? Ba nói cái gì mà con giống như một đứa thất đức lắm vậy? Thì ba cứ nghĩ là con là một con người rộng lượng, bao dung, yêu thương bao la. Giống như vừa yêu thương vợ, vừa yêu thương công ty. Nói chung là nó sẽ được đôi đường. Đàn ông quan trọng sự nghiệp. Cứ vợ, mày bây giờ con được cả hai thì nó là dạng cả đôi đường. Nhưng mà ba cảm thấy cái chuyện này nó sai sai, nó lấn cấn cái gì đó. Ba ơi, ba, con nói với ba. Ba thấy nó sai sai, nó cấn cấn thì đúng theo ý nghĩa của ba thôi. Nhưng mà với con, một con người hiện đại bây giờ á, chuyện đó nó bình thường lắm, ba cứ cho qua đi. Quan trọng là mình đi một nước mà mình được cả đôi đường. Nó vậy đó. Ba suy nghĩ vậy là đi cho nó thoáng he. Ba tôi rõ cho con biết nè. Làm vợ đi. Ba lộn. Làm chồng của người ta thì phải biết thức khuya dậy sớm. Đánh răng súc miệng xong thì phải cầm cái chổi quét cho sạch nhà, rồi lau xong cái nhà xong xuôi đâu đó đi, rồi xách giỏ đi chợ về nấu ăn. Ô bà, con thấy nó sai sai, nó cấn cấn. Sai gì? Một chút nữa con đi chợ, ba có ghi trong một cái cuốn sổ là ghi những cái công thức nấu ăn trong đó. Những cái đồ ăn mà hai cho con mình hay ăn. Con thấy những cái món ba nấu là xuất sắc rồi, con nghĩ là chắc bên đó cũng xuất sắc. Thôi kệ vậy đi, con sẽ ráng học thuộc lòng. Ba nói thêm một điều này nữa. Con làm chồng người ta. Dạ. Con phải biết tiết kiệm. Phải biết dung dén chuyện gia đình. Nha. Con đi chợ á, con phải biết trả giá nè. Phải biết lựa những đồ tươi ngon sạch. Nha. Nhớ những cái chuyện đó ba dặn. Đi chợ đi. Cầm. Cái gì? Được rồi. Thiệt. Tiền bạc. Nè. Cầm đi chợ đi. Ủa ba ơi, con nói thiệt, ba đưa về 50 ngàn là con đi uống cà phê chứ đi chợ cái gì ba. Trời ơi, ba đừng có tiết kiệm với con, ba đừng có bụng xỉn chứ ba đừng có rón rén với con trai của ba được không vậy? Ba có thể thoải mái rộng lượng giống như con được không? Thôi được rồi. Hồi nãy giờ ba dặn con vậy đó, con phải nhớ. 100 ngàn. Ba thấy là dư rồi đó nghe. Ủa, tự mà lo tính đi. Ủa ba ơi, ba nghĩ sao? Ba nãy ba đưa 50, bây giờ ba đưa lại 100 mà còn lấy rút là 50 nữa. 100 ngàn này là ăn sáng uống cà phê đó ba. Quyết định như vậy đi, làm vậy đi. Mà nhớ nè, cái khu chợ của cái chỗ mình ở á, nó hét giá dữ lắm nghe con. Nhớ trả giá xuống một nửa rồi mua. Thôi được rồi, được rồi. Con sẽ nghe lời ba dặn và học thuộc cái cuốn sổ của ba. Phải biết tiết kiệm. Phải biết dung dén cho gia đình. Giỏi. Phải làm ra một bữa ăn thật ngon với một đồng tiền thật là nhỏ bé. Đi đi con. Con đi. Nhớ như là ba dặn đó. Con nhớ kỹ rồi. Không biết cái duyên đến với nó
lành hay dữ đi nữa. Chú Liêm ơi, chú Liêm. Ủa, tiến sĩ Cao. Dạ. Đây, bắt tay cái, lâu quá không gặp. Con mới dưới quê lên, đem mớ rau sạch lên tặng chú Liêm nè. Trời đất ơi. Cho chú cảm ơn con. Dạ dạ. Rồi đây đây đi. Ngồi xuống Phương, ngồi xuống, ngồi xuống. Dạ dạ. Dạo này công việc của con sao rồi? Dạo này con báo tin mừng cho chú Liêm. Dạo này công việc của con thuận lợi lắm. Đó, khách hàng cũng nhiều nữa. À, hôm nay con lên đây nè là để ký hợp đồng với khách hàng mới đó, sẵn ghé sớm mình thăm mọi người luôn. Chú chúc mừng con nha. Dạ. Nhưng mà chú thấy con dạo này xanh xao đó nghe, làm gì thì làm. Dạ. Cũng phải cố gắng giữ gìn sức khỏe nha con. Chú Liêm biết sao không, đang trong kế hoạch vụ mùa nè. Nên là con công việc nó hơi nhiều, hơi vất vả xíu, mà không sao đâu. Mới mốt con nghỉ ngơi là lại sức lại à. Đúng. Làm việc gì cũng phải từ từ, đừng có gấp gáp quá. Dạ. Bởi mà sắp xếp làm sao cho nó kế hoạch để mà còn giữ gìn sức khỏe nữa. Dạ. Chú Liêm nè. Dù gì? Dạo này chú có nghe thông tin gì của Mơ? À, chú cũng nghe ngóng đó. Nhưng mà bây giờ tới hiện tại thì cũng chẳng có thông tin gì hết. Dạ. Cao à, chuyện của con với Mơ á, theo như chú thấy thì con nên 9 bỏ làm 10. Cuộc đời mà. Dạ. Ai cũng có những sai lầm hết đó con. Dạ. Dạ, vậy con hiểu rồi. Mà thôi, cũng tới giờ con đi rồi. Lần này lên đây con cũng gặp khách hàng nên là không có nhiều thời gian ở đây tâm sự với chú Liêm. Thôi chú Liêm giữ sức khỏe nha. Thôi được rồi, cứ có công việc thì cứ đi lo trước đi. Ưu tiên cho công việc trước nha. Dạ. Khi nào rảnh á thì cứ tới chơi với chú. Dạ. Thôi thôi con đi nha chú Liêm. Con đi đi. Dạ con chào chú. Chào con. Con về rồi đó hả? Trời đất ơi, cái gì vậy? Con đi chợ mà sao mặt mũi con bầm tím vậy? Là sao? Con bị sao vậy? Tại ba. Cái gì nữa? Tự nhiên cái đổ thừa ba nữa. Cuộc đời của con chưa bao giờ mà sai lầm lớn đến như vậy. Từ khi con nghe lời của ba là một sai lầm lớn nhất trong đời của con. Ủa mà nghe lời gì? Ba nghĩ sao vậy? Ba kêu con trả giá người ta sát rạc xuống mặt đất á. Con trả giá người ta vậy đó. Nhưng mà trả giá với cái chỗ bầm tím mặt mày này nó có liên quan gì đâu. Sao liên quan? Người ta mở mớ mở hàng ra thôi, con lợn trả giá sát rạc. Mà kiếm người mình nghĩ sao mà mày trả giá tao mớ mở hàng vậy? Mà quay ngang mà quýnh một con cái đông. Rồi rồi, rồi cuối cùng mua được đó, mớ rào. Hết 100 ngàn? Không, còn miếng thịt nữa. Rồi rồi, miếng thịt đâu? À, hồi nãy muốn lộn dằn co quá rớt miếng thịt rồi. Trời đất ơi, còn với cái ba dặn rồi, đi ra trả giá người ta cũng phải coi con người nó như thế nào. Nếu người ta cứng quá, người ta nguyên tắc quá thì thôi, đôi co với họ làm gì. Sao ba không nói cho cái cuốn sổ, ba cứ ghi là trả giá sát xuống mặt đất mặt nữa. Thì mình cũng phải tâm lý mình dòm họ như thế nào để trả giá chứ con. Trời ơi ba ơi, ba dạy bí kiếp mà ba còn giấu phân nửa nữa. Thôi được rồi, mọi chuyện đã như vậy rồi thôi, bây giờ có nói là cũng không có được gì đâu. Bây giờ về con. Được rồi, để con xuống dưới con luộc rau, cha con mình ăn rau luộc. Xuống dưới bà chỉ cho cái món rau xào. Thôi ba ngồi yên đi, ba đừng có chỉ dạy về con trong cái thời điểm này. Để qua cái thời điểm này đã, để tự con tự lực cánh sinh. Trời đất, từ từ nghe. Ai da, trời ơi. Ủa, con tôi bị sao nữa vậy hả? Mà để ghế tao giữa đường vậy. Trời, con với cái bao giờ nó mới trưởng thành đây. Bà hẹn tôi ra đây có gì không? Tôi xin lỗi bà, thật sự là tôi không muốn là những chuyện vừa rồi sẽ xảy ra với tôi và bà đâu. Tôi biết là tôi sai, nhưng mà bây giờ có hối hận thì cũng đã muộn. Thôi cái chuyện nó đã qua rồi, bà nhắc lại làm cái gì nữa. Tôi yêu anh Đồng là thật sự. Tôi biết là vì tôi yêu mù quáng quá cho nên là tôi đã làm những chuyện khiến cho bà không có còn thích tôi nữa. Và chuyện tình cảm bạn bè của hai đứa mình bây giờ không còn như xưa nữa. Nhưng mà Chi à, tôi xin bà
Bà có ghét bỏ gì tôi cũng được hết á. Nhưng mà bà hãy buông tha cho đứa nhỏ đi. Đứa nhỏ không có tội gì hết. Bà nói cái gì vậy Huệ? Tôi đâu có làm gì ảnh hưởng đến đứa nhỏ đâu. Với lại bây giờ bà cũng đã có con với ảnh rồi. Tôi cũng đã rút lui rồi. Bà còn muốn gì nữa? Nhưng mà bà làm như vậy á thì anh Đồng lại càng yêu bà hơn. Cái chiêu mà theo tình tình chạy, bỏ tình thì tình theo của bà là cao tay lắm bà biết không chi? Bà đừng suy bụng ta ra bụng người nữa. Tôi luôn chủ động dứt khoát với anh Đồng. Còn cái chuyện ảnh cứ đeo bám tôi đâu có biết. Tôi làm gì vậy? Nhưng mà bây giờ bà vẫn còn độc thân. Khi bà độc thân á thì ảnh sẽ có cơ hội. Bây giờ bà chỉ cần có người yêu thôi. Khi đó là ảnh sẽ không còn cơ hội để đến bên bà nữa. Và lúc đó tôi và con của tôi á sẽ có một gia đình trọn vẹn, bà hiểu không? Bà nói thì dễ lắm. Tôi kiếm ra người yêu đâu ra? Nhưng mà tôi nghĩ cái cách đó không phải là cái cách lâu dài. Cái quan trọng á là bà phải làm sao á để cho ảnh yêu bà. Nhưng mà tôi biết tôi là một đứa ngu xuẩn, cố chấp. Nhưng mà bây giờ mọi chuyện cũng đã như vậy rồi. Tôi cũng không biết phải làm gì hết. Nhưng mà vì con tôi sẽ chấp nhận đánh đổi hết tất cả mọi thứ để cho con tôi có một mái ấm gia đình trọn vẹn, có cả ba và mẹ. Tôi làm vậy sai hả? Bà làm cái gì vậy hả? Bà đứng lên đi. Tôi van xin bà, xin bà hãy rời xa anh Đồng, đừng có đeo bám ảnh nữa. Bà đứng lên đi rồi tôi với bà nói chuyện đàng hoàng. Bà đừng có làm như vậy. Tôi sẽ quỳ ở đây cho tới khi nào bà đồng ý là sẽ buông tha cho anh Đồng thì lúc đó tôi mới đứng lên. Thôi bà đứng lên đi. Bà đừng có làm vậy mà. Buông tôi ra. Bà buông ra. Bà đứng lên đi. Bà đứng lên đi. À! Ủa Huệ, bà có sao không? Huệ hả? Huệ ơi. Ủa chị Chi? Cái gì vậy? Chị không biết. Bà có sao không? Đau quá. Tại sao Huệ lại sảy thai? Em không biết. Lúc mà em tới thì thấy chị Huệ bị té rồi. Nhưng mà đã có chuyện gì xảy ra? Lúc đó chị Huệ đang... Em nói đi. Lúc đó Huệ đi cùng ai? Hả? Huệ đi cùng ai? Bình thường Huệ rất là cẩn thận, đi đứng nhẹ nhàng, không có chuyện mà té được hết. Chị đi với... Đi với ai? Em nói đi, đi với ai? Đi với chị Chi. Nhưng mà em nghĩ chỉ là tai nạn thôi. Em nghe một tiếng cãi lộn lớn, xong rồi em chạy vô thì em thấy là chị Chi đang đè lên người của chị Huệ rồi. Anh Đồng, anh tên chị Chi mà đúng không? Em nghĩ đó chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn thôi. Thôi, em về đi. Anh ở lại lo cho Huệ. Dạ. Em tỉnh rồi hả? Em thấy đồng người làm sao? Con của chúng ta mất rồi. Thôi em, đừng nghĩ nhiều nữa. Ô cũng là cái số thôi. Là tai nạn mình đâu có muốn được. Tai nạn? Tại sao anh có thể nói một câu tai nạn một cách nhẹ nhàng như vậy? Chính cô ta đã đẩy em và cố tình hại con của mình. Em đã quỳ xuống van xin cô ấy đừng bao giờ hại đến con của mình, nhưng cô ấy thì không. Đứa nhỏ này có tội tình gì chứ?
đừng buồn nữa. Anh hứa anh sẽ bên cạnh em, chăm sóc, lo lắng cho em, bù đắp lại nỗi đau ngày hôm nay. Anh hứa đó. Trời đất ơi, thiệt hả cô? Con có nghe nhầm không cô? Cái thằng đó mà chịu ở rể hả? Rồi còn chịu làm hết việc nhà luôn hả cô? Ừ. Mà nó có chịu làm thiệt không cô? Thiệt. Cỡ như cô đây cô còn bất ngờ nữa mà con. Có những việc à, nó vẫn chưa làm được, nhưng mà vẫn cố gắng làm, không hề than vãn nghen. Ừ. Công nhận công dân nhà cô, nó làm vợ mà nó sướng lắm con ơi. Trời ơi, cô cao tay thiệt á. Chứ cái thằng Khoa này nó hư đốn lắm. Người ta nói á, nó ở với ba nó không có làm một cái gì hết đó cô. Nó đi chơi lêu lỏng rồi về, nó không có phụ gì việc nhà hết trơn á. Trời ơi, vậy mà qua nhà cô hả, nó chịu làm lụng, nó chịu thay đổi vậy luôn hả cô? Trời ơi, cô giỏi thiệt luôn á. Ừ. Nhưng mà cô thấy là nó thay đổi thiệt hay là nó có âm mưu gì không? Ừ, cái đó thì cô chưa rõ. Để cô theo dõi thêm. Làm sao mà qua mắt được cô chứ con. Cô giỏi thiệt á. Nhưng mà nhiều khi con nghĩ có khi nào hả nó cố gắng thời gian đầu không cô, để nó làm chủ được công ty. Hồi quá mà, cái thằng thực dụng như vậy á, dễ gì mà nó bỏ qua. Bởi vậy cô đâu có giao hết cho nó con. Tiền bạc trong nhà cô vẫn nắm. Cho dù nó đứng tên trên giấy tờ, nhưng mà tiền đầu tư vẫn là ở cô. Hay quá, cô làm như vậy là đúng rồi. Lỡ mà nó có làm cái gì trở mặt, mình còn có thể sử dụng được. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Thằng này cô thấy nó cũng được lắm. Tuy là có những cái việc rất là khó, nhưng mà nó cũng ráng nó làm. Cái chuyện vừa làm nội trợ, nè, vừa làm kinh tế đâu phải dễ đâu con. Nhưng mà chưa bao giờ cô thấy nó than vãn một tiếng nào hết. Chỉ có công dân nhà cô, tối ngày nó cứ gây gổ với cô. Nó sợ chồng nó khổ, nó xót chồng nó. Nói tới công dân thì thôi đi cô. Con mà đụng tới chồng của nó hả là có chuyện liền à. Bây giờ mỗi lần mà con đi cà phê với cô hả, con cũng phải giấu nó nữa đó. Chứ nó mà biết con đi cà phê với cô là thể nào nó cũng nói con với cô nó xấu chồng nó. Mà thằng Khoa, nó thay đổi thiệt hay là nó giả vờ tu chí làm ăn ta? Trời ơi, công ty của tao mới ký thêm mấy cái hợp đồng. Cứ cái đà này á hả, tao nói cho mày biết công ty xây dựng của tao làm ăn phát đạt, phát triển rầm rộ, chung là vươn tầm thế giới luôn. Đúng rồi, mày phải hãnh diện chứ, có một người bạn chủ một công ty giàu có đúng không? Rồi, chị nha, bữa nào gặp, vậy đi. Alo, anh nghe nè em ơi. À, anh đang ở nhà ba. Đâu có gì đâu. Ba bị cảm ho, xe tàu xe chóng mặt nhức đầu, ói mửa mà. Không sao, anh mua thuốc lo cho ba uống hết rồi. Em đừng có qua, đừng có lo. Ba cảm chút xíu thôi, lo là xong. Nha. Tao bị ho, nhức đầu, sổ mũi, cảm, ói mửa hồi nào? Mới sống cái thời gian không bao lâu, đã bắt đầu biết ăn gian nói dối rồi. Còn nguyên một thời gian sau này nữa, rồi tính nói sao? Đúng là thiệt tình. Trời ơi ba ơi ba, có gì đâu mà ăn gian nói dối. Thì lâu lâu con trốn bên nhà vợ, về đây muốn tìm một chút yên tĩnh thôi. Ba thấy con làm việc công ty đầu tắt mặt tối, về nhà bên kia biết bao nhiêu áp lực, đúng không? Cái đó là sự lựa chọn của con. Con ráng mà chịu đi. Bây giờ ba hỏi bay thiệt nè, bay có thật tình thương con dân không vậy? Con cũng không biết nữa. Thì thấy vợ con cũng thương trọng, cũng dễ thương. Hay quá. Một hai đồi cưới, chấp nhận mọi giá để cưới. Bây giờ nó không biết. Nè, vợ chồng sống với nhau mà không có tình, không có nghĩa, sớm muộn gì cũng tan đàn xẻ nghé. Trời ơi ba ơi, con là con trai của ba đó. Sao trước giờ thấy ba vào không bao giờ ba yêu thương con vậy? Ba có cần phải chù ẻo đến mức độ đó không? Con thấy là con cũng thương vợ con.
Thương thì nói thương, cũng thương là sao? À, hay là chỉ biết thương tiền, thương cái công ty đó thôi, đúng không? Ba nói cái gì mà nặng lời quá vậy? Thì ba thấy đi, ba biết tính con đúng không? Con là một con người nhân hậu, rộng lượng, yêu thương bao la. Con yêu thương mọi người thì giống như là cũng yêu thương tiền bạc để có thể giúp đỡ những người khác. Nè, ba là người đẻ ra mày, ruột gan của mày như thế nào ba mày không hiểu mày sao? Nhưng mà nói cho con biết, con Dân nó thương bay thật lòng. Dù bay có sai trái cỡ nào đi chăng nữa, nó cũng yêu thương. Liệu bay coi cách đối xử với nó như thế nào cho đàng hoàng đi. Rồi rồi, con biết rồi, con biết rồi. Ba ơi, con nói thiệt với ba nha, con áp lực lắm. Áp lực ở công ty, về bên nhà vợ con còn quật suốt ngày, con bị áp lực. Con về đây con cũng bị áp lực, ba cho con một chút xíu bình yên đi được không? Cũng vì ba lo cho con, cho nên ba mới nói, ba mới nhắc. Chứ dễ gì cuộc sống này mà tìm được một người vợ mà thương thật tình mình. Mày không nghe mấy đứa nhỏ bây giờ nó rần rần nó nói một cái câu là: có không giữ, mất đừng có tìm. Ngẫm lại câu đó đi. Có không giữ thì đi tìm khác. À, mày, cái thằng khốn nạn, tao đã tìm ra mày rồi. Mày nhìn vậy tao, tao nói mày đó. Chị... mày đừng có bày tỏ cái mặt ngơ ngác với tao. Tao đang nói mày, thằng Đăng Khoa đúng không? Dạ đúng rồi, em Đăng Khoa. Nhưng, mà, nhưng mà em không có khốn nạn. Nhưng mà chị thì mai vậy, em đâu có biết chị đâu. Nếu mà không biết thôi ngồi uống nước trà rồi mình nói chuyện với sao nha. Chị tìm ai? Chị tìm Đăng Khoa đúng không? Sao mà mày có thể diễn ra bộ mặt ngơ ngác như vậy được? Bên mày hả, nhận thầu xây dựng xong rồi hả, cắt xén ăn dụng không biết chùi mép hả mày? Mày rút ruột công trình của tao, đây bằng chứng. Mày có mắt, mày có tay, mày tự coi mày. Nè, xin lỗi chị nha, tôi cắt ngang cái. Chị nói cái gì mà ăn không biết chùi mép? Tôi nói thẳng với chị, từ hồi xưa tới bây giờ tôi ăn thẳng trực tiếp, tôi ăn tôi chùi sạch sẽ, không bao giờ mà để lại dấu tích. Đừng có nói cái kiểu mà ăn không biết chùi mép. Còn cái chuyện gì công trình gì đây? Đúng là công ty của tôi nhận thầu xây dựng bên công trình của chị. Ừ. Đúng. Nhưng mà lần đầu tiên tôi mới gặp chị. Tại sao từ đó đến lúc ký hợp đồng với công ty của chị tôi không gặp chị? Tao là chủ cái công trình. Đúng. Ủa tao không biết giao việc cho lính tao làm hả? Cũng lính được. Lính tao thuê về cho nó chơi hả mày? Tao rảnh tao xuất hiện trước mặt mày chi vậy? Tao còn rất là nhiều công việc, không phải chỉ công trình này nha mày. Rồi 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 rồi. Cái này là có một cái sự hiểu lầm nào đó. Chứ công ty của em không bao giờ có cái chuyện mà ăn xén vật liệu, không bao giờ có chuyện mà rút ruột công trình. Chuyện này là chuyện hiểu lầm nào đó, tai họa này là không thể nào mà xảy ra được. Này là công ty bị hiểu lầm rồi. Chị có thể bình tĩnh để chúng ta tìm cách giải quyết. Thôi mày, mày đừng có bao biện, đừng quanh co. Tao nhìn cái mặt mày là tao biết rồi. Mày chối đúng không? Bằng chứng rành rành mà mày còn chối nữa hả? Trời ơi, mọi người ơi. Nè, nè, trời chị, ơi, chị bình tĩnh nè. Chị bình tĩnh ngồi xuống bây giờ nè. Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh? Chuyện gì mình cũng có cách giải quyết, mình ngồi xuống bình tĩnh. Có mình... chuyện gì vậy anh? Nè. Chị này là ai vậy? Anh cũng không biết nữa. Tự nhiên bà ở đâu tự nhiên ở ngoài đường xong vô nhà rồi nói công ty của mình là ăn xén vật liệu, rút bòn rút, tự nhiên cái giá họa cho công ty mình nè. Ê ê ê. Chị. Mày nói vừa phải thôi mày. Mày nói cái gì mà tự nhiên? Mày nói như vậy chẳng khác nào tao từ trên trời tao rơi xuống, xong tao mang tay bay vạ gió, tao vu oan giá họa cho mày hả? Đúng chị... rồi chị. Chị bình tĩnh đi chị. Chuyện gì mà mình cũng có cách giải quyết được. Ở đâu còn có đó mà chị. Chứ gì đâu mà chị làm gì mà chị nói lớn tiếng rồi chị nói xối xả với mặt người khác vậy. Chị có biết lịch sự là gì không? Ồ, thế à. Tao đang vận dụng trí thông minh suy nghĩ. Tao đang tự hỏi mày là cái con nào. À, nhìn mặt mày chắc là đồng bọn với thằng nè, này đúng không? Nè, tôi nói chị nghe nha. Nè, chị xúc phạm tôi được. Chị mà xúc phạm đến vợ của tôi ở đây ha. Đây là vợ tôi mà kim luôn phó tổng giám đốc công ty ha, là tôi không có nhịn chị nha. Tôi khô máu với chị à. Thì ra là tập đoàn lừa đảo. Nè, tập đoàn lừa đảo gì đây? Chứ nữa, gia đình, vợ chồng chắc là kêu cả bà cô cậu gì vô trong công ty này lừa đảo mọi nè, người. Nè chị, chị nói chồng tôi lừa đảo chứ nói công ty lừa đảo, tập đoàn lừa đảo là sao chị? Thì tao nói cái thằng khốn nạn này lừa đảo chứ được. Gì nữa. Dám nói chồng khốn nạn hả?
Tôi xuống xét chị luôn, chị nghĩ sao chị nói thật không nè? Chị nói cái gì được? Bình tĩnh. Cái điện thoại gì nói anh Phước thì không chấp nhận được. Tao quay cho mày biết nè, công ty Đăng Khoa nè, xây dựng Đăng Khoa không chỉ mà rút ruột công trình lừa đảo. Nè, mày chị nói với công trình hả? Chị nói với công trình hả? Chị nói ai hả? Chị nói ai lừa đảo hả? Mày dẫu quay mặt đi nè, dẫu quay mặt đi, ai rút ruột ai lừa đảo? Bình tĩnh. Dừng, bình tĩnh con. Mẹ, làm sao con bình tĩnh được mẹ? Tự nhiên con nãy đâu ra, nó nói chồng ông Phước. Mẹ mình, kể được bên đây. Nghĩ sao mày nói chồng ông Phước vậy? Nghĩ sao mày nói chồng ông Phước vậy? Bình tĩnh. Ngồi xuống, chuyện đâu còn có đó, từ từ giải quyết. Chị kia. Dạ. Chị ngồi xuống đi, muốn cái gì giải quyết từ từ. Chị làm vợ tôi lên tăng xong rồi nữa. Có gì mình sẽ nói với nhau trong êm đẹp, chứ mình đừng như vậy. Chuyện như thế nào vậy? Tự nhiên cái cô này đâu xong vô nhà mình rồi nói là công ty của con với vợ con là lừa đảo rút ruột công trình gì đó. Con thật sự là con không có làm chuyện này. Được rồi, mẹ biết rồi, để mẹ và Trúc xử lý. Nè, ở đây toàn người lớn không à, bây giờ bình tĩnh hết chưa? Rồi, tôi nhớ rồi, công ty xây dựng Đăng Khoa đúng không? Thì như anh nói là nhiệm vụ của tôi á, là chỉ la làng lên cho bên đó mang tiếng thôi chứ gì. Dễ mà. À, tôi cũng nhận được cái hồ sơ giả bên anh gửi cho tôi rồi nè. Sao? Không, tôi thấy cũng dễ. Tại vì công ty bên đó nó cũng còn mới. Mà nếu mà dính cái chút phốt này ha, đủ điêu đứng rồi đó nghe. Anh cứ yên tâm, làm việc với tôi là anh không có cần phải lo lắng điều đó. Tôi đảm bảo là giữ bí mật cho bên anh. Ừ. Thì cứ theo thỏa thuận vậy đi. Anh chuyển khoản cho tôi 50% số tiền. Xong rồi khi nào xong việc thì anh chuyển khoản nốt phần còn lại cho tôi. Đủ chưa? Cô có đủ chưa? Ha. Chưa cái mặt cô chưa? Sáng cái mặt cô chưa? Cô là sáng nhất một ngày hôm nay luôn á. Đúng rồi á, dám nói chồng tôi khốn nạn, dám nói chồng tôi công ty lừa đảo này nọ, tập đoàn lừa đảo hả? Bây giờ sao? Biết ai xử ai chưa? Chắc là nhầm lẫn gì đó, cái tên còn lầm mà. Nghĩ sao mà nhầm lẫn đâu hả? Trời ơi, nó chồng tôi khốn nạn, nó công ty chồng tôi lừa đảo, nó nguyên tắc. Tỉnh, từ từ giải quyết. Bình tĩnh chưa? Mẹ phải xử lý việc vụ này cho con, để nó có mang. Con muốn lên công an không? Vậy thì im, cho mẹ giải quyết nha. Đứng lại. Lên phường. Trời ơi, đỏ bầm hết trơn rồi nè. Biết rồi. Tại con nhỏ đó dám nói anh khốn nạn, dám chơi tập đoàn gì công ty của mình, nói tầm bậy tầm bạ. Được rồi, kệ đi, người ta nói gì ta nói. Ai, người ta nói cái gì ta nói, mà sao em hung dữ quá vậy? Em hung dữ chứ, người ta ăn hiếp anh mà, người ta ăn hiếp chồng của em mà, nghĩ sao vậy? Đứa nào mà dám đụng tới em xé xác nó ra. Đừng, trời ơi, cái mặt công chúa này đừng có xé xác người ta, nguy hiểm lắm. Công chúa là đời yêu thương nhẹ nhàng thôi, biết chưa? Trời ơi, đau lắm, xót lắm. Yên tâm đi, giờ sẽ không ai xé xác tụi con nữa. Dạ. Mẹ đã tìm hiểu rồi, công ty đối thủ của con á, họ thấy công ty của mình làm ăn tốt cho nên họ tìm cách để phá thôi. Mẹ sẽ xử lý chuyện này. Dạ. Dạ, chồng con. Cảm ơn mẹ. Trời ơi, thấy gì xót lắm. Được rồi, anh sẽ xin nghỉ ngày mai. Không, nghỉ luôn ngày mốt, bữa kia bữa nọ. Nghỉ hết một tuần để ở nhà chăm sóc vợ nha. Vì mình mà giận dữ đến vậy? Trước giờ có ai lăng xả bảo vệ mình như cổ đâu. Hung dữ quá. Thôi đừng có giận nữa nghe chưa. Không có làm nữa. Bây giờ là không có làm chứ cứ ngồi nghỉ. Ăn cái gì là anh làm hết. He. Nói cho em dũng túc. Thiệt á. Đáng lý hả là phải đánh con nhỏ đó. Phải hả xử lý cái gì đó mạnh hơn nữa. Dám nói xấu chồng em, dám phá hoại gia đình mình. Không có gì hết, anh nói nghe nè. Bây giờ mọi chuyện nó có mẹ với dì Trúc lo rồi, đúng không? Nhưng mà em á, đừng có mà nóng như vậy, giận như vậy là không tốt cho sức khỏe đâu. Nóng quá, giận quá, nổi mụn là xấu á. Em biết rồi. Nhưng mà hả, con người ta hả làm như ai cũng xấu hết.
Tuy á, quá khứ có thể xấu, nhưng mà hiện tại cũng phải khác chứ. Bây giờ anh mới thấm cái câu nói của ba nè. Ba nói làm sao? Ba nói là không có ai yêu thương anh bằng vợ của anh hết. Cho dù quá khứ của anh có xấu xa tồi tệ đến mức nào thì em vẫn yêu thương và chấp nhận nó, không bao giờ rời bỏ anh. Vì em tin có một ngày anh sẽ trở nên tốt hơn, đúng không nè? Đúng, dĩ nhiên là vậy rồi. Nhưng mà nè 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 nè, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, em cũng không được xông pha ra trận mạc như vậy. Vì anh không muốn em bị chảy xước hay bị bất cứ một tổn thương nào cả. Ừ, em biết rồi. Đúng là đã trưởng thành thật rồi. Chưa toàn lực.